Sao? Đố anh gì cơ? Tăng được 400 máu trong một trận đấu danh à? Úi dồi ôi ông ơi, người ta 200 hoặc 250 máu đã là quá đáng lắm rồi. Ông 400 máu lấy đâu ra? Đấy, là người ta nói thế thôi. Chứ hôm qua tôi vừa học lỏm được anh Hùng Cam một combo 410 máu luôn đấy nhá. Nhân vật đầu tiên mà mình muốn nói đến đó là Zen, một trong những con nhân vật bị sửa lại trong phiên bản Obama 19. Mặc dù tăng ít máu hơn, nhưng khi hồi máu thì lại được nhiều hơn, cộng 50 máu nha. Nhân vật tiếp theo đó là Antonio, với khả năng tăng 40 máu đầu game, phù hợp cho anh em chơi tử chiến. Lucetta hạ gục được 2 mạng sẽ được cộng 50 máu. Tiếp theo đó là Hayato, giảm máu, tăng xuyên giáp, phù hợp cho anh em nào mà muốn thử thách bản thân, có mà đối phương bắn đến sáng mai cũng không nốc. Bây giờ mà có thêm mấy cái chip nữa thì phải gọi là hết nước chấm. Cùng Zico đi thử xem 400 máu nó sẽ như thế nào nhá. Free Fire phối đồ chỉ để phố, còn phối combo là để dẹp mắt. Yeah.